Văn phòng Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, ông Cameron và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có cuộc điện đàm kéo dài 40 phút về vấn đề này. Cả hai nước đều bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Syria đã thực hiện nhiều cuộc tấn công sử dụng vũ khí hóa học. Hai nhà lãnh đạo khẳng định việc sử dụng rộng rãi vũ khí hóa học sẽ dẫn đến sự đáp trả mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Một nguồn tin từ phe nổi dậy Syria vừa cho biết, trong 24 giờ qua, khoảng 400 tấn vũ khí vừa được chuyển đến cho lực lượng này. Nếu thông tin này chính xác, thì đây là lượng vũ khí lớn nhất được chuyển đến cho phe nổi dậy Syria kể từ khi nổ ra làn sóng phản đối Tổng thống Bashar al-Assad cách đây hơn 2 năm.